Honili tham dự buổi họp báo ra mắt phim mới Ian Arkin tổ chức tại Seoul Lotte Cinema. Trở lại màn ảnh nhỏ dài với vai diễn cổ trang, Honili được người theo dõi rất kỳ vọng. Trong buổi họp báo, Hoa hậu Hàn gây chú ý với bộ áo quần quá chật, khiến phần ngực cô bị đẩy lên quá cao. Honili vừa dính vào ồn ào vì vụ nói chay trường, dù quản lý của cô ra sức phủ nhận. Một vết yêu thương nhỏ dài trên mặt Honili lọt vào tầm ngắm của báo chí. Quản lý của cô mới đây tiết lộ, Honili bị ưng đốt khi đi du lịch nên phải ở nhà dưỡng yêu thương. Dù vậy, Hoa hậu Hàn vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ. Tham dự buổi họp báo còn có Jung Ji-hoon, thái tử xinh của Hoàng cung ngày nào. Ian Arkin khắc ghi sự quay về của anh sau một thời gian dài đi trách nhiệm quân sự. Đoàn phim ra mắt báo giới. Theo ngôi sao.